2450 mét vuông. Mặt tiền 75 mét, hậu 33. Đang trồng chanh tươi tốt. Lô gốc hai mặt tiền luôn. Đường xe 7 chỗ vô tới đất. Đất cách tỉnh lộ 816 230 mét. Bên đây có khu nhà vườn luôn. Giá 1 tỷ 250 một công. Có bán lẻ nửa sổ.